Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Calamarorock nhận được 1.000 đồng token Valekare. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 10 triệu nhé, ký hiệu là VK, đã có 270 tài khoản holder, đã phát sinh 654 lần giao dịch. Rồi, như thường lệ, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Calamarorock nhé, đi truy cập website của mình để thử dẫn cả video nhé. Sau khi đọc vào website, các bạn làm cái 2 nữa trong việc chơi trong giao dịch lúc 1, các bạn sẽ chấp chắc. Các bạn có thể sử dụng cái phần trang mình ở đây này. Sau đó các bạn quay sang ví như tâm bắc vào ví chốt vào nét của các bạn nhé. Các bạn import token và thêm địa chỉ token vào ví của mình. Ví dụ VK sẽ token 8, FS token và import token nhé. Sau khi đã thêm địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Calam vào đó xuống nét. Thì ví bước 2 nhất là lấy dưới gọi để tiền token. Chương trình đã nói đó cũng sẽ kết thúc 59 ngày nữa nhé. Calam các bạn nhắc vào phần này. Rồi, kéo xuống. Đây, các bạn có thể có điều kiện thì hãy mua như cái kết cục không đăng không có được thôi nhé. Các bạn cần làm các bạn nhấp vào này, cần làm vào nữa lấy một cái lưu ý các bạn nhấp tiếp theo về một cái lưỡi nhé. Ví ra là 0.0055 đây là thôi nhấp sang đây là thôi. Rồi, đây là các bạn xử lý nhé. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website của Nam Ai Rock Tech để cập nhật những dự án được quý phần thưởng cần mới nhất trên người mạng và lên Smart Chain nhé. Nên nếu bạn chưa có tài khoản sản xuất mà lần bình thường sáng tác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Calam nhận được 2.000 đồng token VK. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.